vâng. Trung tâm điện tử Cấp Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền quê hương đất nước. Tiếp tục trong chuỗi clip test chất âm những dòng sản phẩm cực chất và cực hot. Hôm nay điện tử Cấp Phong lại gửi đến các bác và toàn thể anh em một bộ đôi hoàn hảo. Vâng, một bộ đôi hoàn hảo hàng bãi Nhật. Đó là chiếc cục đẩy san xui. Vâng, chiếc cục đẩy san xui hàng bãi Nhật. Hàng rất hiếm trên thị trường. Chất âm cực kỳ hay, chạy công suất là 20 xò. Với chiếc cục đẩy này thì các bác có thể đánh căng liền lúc hai cặp full bass 30. Và tiếp theo một bộ đôi hoàn hảo và một bộ com lê, đó là một cặp loa bãi san xui tiếp, san xui VK12 bass 30 và chép kèn. Bộ đôi hoàn hảo cho chất âm cực hay. Với một cái cấu hình này, các bác có thể ghép thêm những chiếc lọc, những chiếc vang để hát karaoke. Thì xin bật mí với các bác là các bác nếu một bộ com lê hoàn hảo và toàn bộ sản phẩm là san xui hàng bãi thì các bác có thể tìm kiếm những chiếc vang san xui, vâng, những chiếc vang san xui để ghép vào bộ này thì các bác được bộ com lê, bộ tam, bộ này gọi tam tuyệt vời, đó là tiếp chiếc cục đẩy san xui và cặp loa san xui VK12 này. Thì các bác nên tìm kiếm một chiếc vang san xui nữa để cho một cùng gọi là một cấu hình âm thanh hoàn hảo. Đó, các bác đang được ngắm nhìn những chiếc cục đẩy san xui chạy với công suất là 20 xò và đánh căng hai cặp full bass 30 đang được ghép và test chất âm cùng với cặp loa bass 30 hàng bãi Nhật, Nhật xịn của san xui VK12. Đó, được sử dụng cho mình một bass 30, một bass 30 gân vải lụa tầm dầu và một chép kèn, và cái chép này là chép bi các bác nhá, chép neo bi. Sau clip này các phòng sẽ có những cái clip mở nội thất những cặp loa và mở nội thất những chiếc cục đẩy san xui này để các bác có thể tận mắt chứng kiến cái sự đẹp ngỡ ngàng của những cặp loa san xui VK12 và những chiếc cục đẩy san xui này. Xin báo cáo với bác trước là cặp loa san xui này sở hữu cho mình cái sắt từ trắng bass 30, sắt từ trắng, sắt của bác đấy, sắt từ của bác là sắt từ trắng và tép neo và neo bi, tức là hàng cực chất luôn, rất là hay. Ghép bộ đôi hoàn hảo với loại chiếc chiếc cục đẩy san xui thì cho chất âm cực kỳ hay. Riêng vào dòng hàng bãi Nhật xịn thì các bác yên tâm, chất âm của nó thì không có đối thủ luôn. Đó, thì các bác có nhu cầu mua bộ com lê này, tức là một bộ sản phẩm bộ đôi hoàn hảo này, hoặc là mua lẻ cục đẩy hoặc là loa san xui thì là tùy các bác, nhưng đẹp nhất là các bác mua được bộ com lê này thì tuyệt vời. Các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ điện tử Cấp Phong, số điện thoại 0772260096, em giao hàng toàn quốc, hàng rất là chất luôn. Đây em test một cái clip test chất âm để các bác mà được thẩm âm, còn sau clip này em sẽ có cái clip mở nội thất cho các bác cặp loa và những con đẩy này. Đây là hàng dòng sản phẩm rất là hiếm trên thị trường các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn này, em quay về con đẩy trước này, em quay cho các bác nhá. Đây con đẩy San Sui model là SA702. SA702 đó, San Sui SA702 hàng bãi Nhật xịn. SA702 đây là model này, và đây là cặp loa San Sui VK12, được sử dụng cho mình một bass 30 gân vải lụa tầm dầu. Đấy, bass rất là đẹp và tép kèn, tép bi neo, tép bi từ neo, thùng gỗ cực kỳ là chắc chắn. Đấy, các bạn nhìn ở trên tay sách vận chuyển đều có logo San Sui này. Đó, và những con ốc này, các bác nhìn hàng rất là chất luôn. Nhìn con ốc đã đánh giá được tất cả. Các bác nhìn này, cái đường lưới của căng này, nó đã rất là riêng này. Đấy, cái mặt căng của nó này, cái viền của nó này, các bác nhìn này, không mấy dòng loa mà nó làm cầu kỳ và chất lượng như này. Đấy, cái đường nẹp của căng nhá, San Sui, logo San Sui. Đó, còn đây là thông số phía sau, em quay thông số phía sau nhá các bác nhá. Đấy, trên đỉnh tay sách đều có San Sui này, logo San Sui này. Đó, đây là thông số này. San Sui. Model là VK12 các bác nhá. VK12. Đó. Đường vào, ra, lai sang loa khác bằng jack new trích hết. Công suất của cặp loa này nó rất là nhiều thông số này, công suất của nó là 300W này. 300W này. Tức là đánh ở theo cái nhiều cái chế độ nhưng mà đánh thông thường là 300W. Đây, các bác nhìn này, 300W. Đó, đây các bác có thể chụp cái thông số này cho em nhá. Em đứng máy này. Đó, 300W, hai lỗ thoát hơi, thùng gỗ chống nước cực kỳ chắc chắn, tức là loa đẹp xuất sắc và zin nguyên bản và trong tình trạng đẹp xuất sắc. Đó,
rất đẹp, hàng bao zin tuyệt đối từ cục đẩy đến cặp loa này, với giá bán vừa đẩy vừa loa cho các bác là 17 triệu. Vâng, 17 triệu, hàng bao zin tuyệt đối và bao xịn, bao chất luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc, sau đây em sẽ nhích volume lên để các bác thẩm âm nhé.